Trong cuộc cách mạng màu da cam, người phụ nữ trông nhỏ nhắn này đứng trước cảnh sát chống bạo động bảo vệ phủ tổng thống, tay cầm loa đang gào lớn. Hãy đứng về phía công dân Ukraine, tôi xin mọi người hãy ủng hộ nhân dân và tổng thống do nhân dân bầu ra. Sau đó, bà lại lách qua hàng rào bảo vệ, ném hoa cầm chướng vào phía cảnh sát, biến những cảnh sát bảo vệ tổng thống này thành những người ủng hộ đứng về phía biểu tình. Bà chính là Yulia Tymoshenko, được coi là người phát ngôn hình tượng của cách mạng màu da cam. Tymoshenko sinh năm 1960. Năm 1991, đảm nhận Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Ukraine. Năm 1995, đảm nhận Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Năng lượng Thống nhất Ukraine. Công ty từng có doanh thu 10 tỷ đô la. 20% GDP Ukraine đều nằm trong tay bà. Bởi thế, bà còn được gọi là bà chúa khí đốt. Năm 1996, Tymoshenko bắt đầu bước chân lên chính đàn, hai lần được bầu làm nghị sĩ. Năm 1998, trở thành Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Nhà nước. Năm 1999, trở thành Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng. Tháng 2 năm 2001, vào tù một tháng vì tội hối lộ. Sau khi ra tù, liền bắt đầu phát động phong trào chống Tổng thống Kuchma. Đảng Liên minh Tymoshenko do bà lãnh đạo cũng bắt đầu liên kết với đảng Ukraine của chúng ta do Yushchenko lãnh đạo. Viktor Yushchenko sinh năm 1954, tốt nghiệp Học viện Kinh tế Tài chính Chernobyl. Ông bắt đầu làm việc từ một kế toán nông trang tập thể, lần lượt đảm nhận giám đốc chi nhánh Ukraine của Ngân hàng Quốc gia và Ngân hàng Nông nghiệp Liên Xô cũ. Năm 1997, làm Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine. Tháng 11 năm 1999, sau khi Kuchma liên nhiệm Tổng thống, Yushchenko được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ. Do mâu thuẫn giữa Chính phủ và Quốc hội, năm 2001, Quốc hội Ukraine thông qua nghị án bất tín nhiệm Chính phủ. Chính phủ của Yushchenko buộc phải từ chức. Năm 2002, ông lập Liên minh Đảng Cánh hữu Ukraine của chúng ta, trở thành đảng lớn số 1 trong bầu cử Quốc hội năm đó. Bầu cử tổng thống năm 2004, đối thủ của nhân vật sóng gió này chính là Yanukovych, người kế nhiệm chức vụ thủ tướng của ông. Quan điểm chính trị của hai ứng cử viên tổng thống này rất rõ ràng. Yanukovych, 54 tuổi, có quan hệ rất mật thiết với Nga. Ông không những nói tiếng Nga lưu loát, mà còn cam kết sau khi trúng cử sẽ làm cho tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai, cho phép công dân mang đồng thời hai quốc tịch Nga và Ukraine. Những chính sách này đã được Moscow tán thưởng. Còn Yushchenko, 50 tuổi này, được gọi là phái cải cách thân phương Tây, chủ trương tăng cường quan hệ với Mỹ và châu Âu, tìm cách gia nhập EU và NATO. Những chủ trương này khiến ông trở thành ứng cử viên tổng thống mà phương Tây hài lòng. Màu cờ của họ rõ ràng. Những người ủng hộ Yanukovych dùng màu xanh trắng xen kẽ. Những người ủng hộ Yushchenko lại biến Kiev thành một biển màu da cam. Họ mặc áo màu da cam, phất cờ màu da cam, đeo băng vải màu da cam. Thậm chí băng ghi âm sử dụng trong meeting cũng đều chọn màu da cam. Màu da cam là một sự lựa chọn có ý thức của Yushchenko. Ông nói, đối xứng với màu đỏ, màu da cam đại biểu cho cải cách kiểu hòa bình, tiệm tiến. So sánh với sắc màu xanh trắng xen kẽ, thì màu da cam tỏ ra ấm áp hơn. Những người ủng hộ họ chia làm hai phe rất rõ ràng. Yushchenko thân phương Tây, đại diện lợi ích khu vực miền Tây. Còn lực lượng ủng hộ Yanukovych lại chủ yếu đến từ khu phát triển công nghiệp nặng miền đông Ukraine.
Ở đây có nguyên nhân lịch sử sâu xa của nó. Từ nửa thế kỷ thứ 17, Ukraine bước vào thời kỳ lãnh thổ bị chia cắt lâu dài, kéo liên tục đến hơn 300 năm. Khu vực miền Tây chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ba Lan, giáo hội Thiên Chúa Giáo Hy Lạp La Mã bén rễ sâu ở mảnh đất này. Còn miền Đông lại bị gọi là Tiểu Nga. Đại bộ phận dân cư ở đây là dân tộc Nga, có tâm lý trở lại nước Nga mãnh liệt. Cơ sở kinh tế miền Đông Ukraine rất tốt, phát triển hơn miền Tây, người dân giàu có. Dân miền Đông lo ngại Yushchenko nắm quyền sẽ thực hiện chính sách phân biệt đối xử với miền Đông, lấy tiền miền Đông kiếm được bù cho miền Tây. Bởi thế, tuyệt đại đa số dân ở đây ủng hộ Yanukovych đến từ Donetsk, miền Đông. Ngoài sự ủng hộ của dân chúng trong nước, trong cuộc đọ sức của hai phe đối thủ chính trị này, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy lực lượng ủng hộ ngoại viện. Đứng bên cạnh Yushchenko là người vợ Ekaterina Yushchenko, kiên định ủng hộ ông. Người Mỹ gốc Ukraine này tràn đầy màu sắc thần bí. Bà từng công tác tại các bộ ngành của Mỹ như Hải quan, Cục Nhân quyền Bộ Ngoại giao, Cục Quốc tế Nhà Trắng, vân vân. Năm 1991, bà đến Ukraine. Năm 1998, kết hôn với Yushchenko. Yushchenko cũng được dân chúng gọi là con rể Mỹ. Ekaterina đến Ukraine với tư cách là đại diện số 1 của Quỹ Ukraine của Mỹ. Vợ sướng chồng họa, Yushchenko cũng trở thành thành viên của Hội đồng Quản trị của Viện Nghiên cứu Xã hội Mở cửa Ukraine thuộc Quỹ Soros. Sau khi Yushchenko trúng cử Tổng thống, Ekaterina trở thành đệ nhất phu nhân nên phải bỏ quốc tịch Mỹ. Mùa thu năm 2004, Mỹ điều hơn 1.000 người phân bổ đến 14 tỉnh của Ukraine, kịp thời bồi dưỡng lực lượng cốt cán cho cách mạng màu da cam, còn lập văn phòng tại nước láng giềng của Ukraine. Yushchenko cũng từng đến tham gia hoạt động của văn phòng này. Để bảo đảm cái gọi là dân chủ và công bằng cho cuộc bầu cử này, trước khi bầu cử, phía Mỹ nhiều lần cử đoàn đại biểu cao cấp thăm Ukraine, trong đó bao gồm các đoàn do cựu Tổng thống Bush cha và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Brzezinski dẫn đầu. Những đoàn đại biểu này của Mỹ sau khi đến Kiev, một mặt yêu cầu chính quyền đương nhiệm phải đảm bảo công bằng dân chủ cho cuộc bầu cử này. Mặt khác yêu cầu phe đối lập năm bè bảy phái kết lại thành liên minh phe đối lập, cùng ủng hộ Yushchenko. Trong bầu cử vòng 1, hai người xếp hàng đầu là Yanukovych và Yushchenko. Sang vòng 2 mở ra cuộc cạnh tranh quyết liệt. Sau kết quả bầu cử vòng 2, một cuộc điều tra bỏ phiếu do Mỹ và 7 sứ quán tại Ukraine cùng 4 quỹ hội quốc tế tài trợ đã lập tức công bố. Yushchenko đã thắng phiếu ngày 21 tháng 11, đạt tỷ lệ 54%, vượt Yanukovych 11 điểm phần trăm. Nhưng ngày 22 tháng 11, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã tuyên bố kết quả thống kê sơ bộ Yanukovych dẫn trước Yushchenko 2%. Chính phủ Mỹ từ chối công nhận kết quả Yanukovych trúng cử. Ngoại trưởng Mỹ Paul Ryan nói với báo chí, chúng ta không thừa nhận đây là cuộc bầu cử hợp pháp bởi vì nó không phù hợp với chuẩn tắc quốc tế.
Chúng ta kêu gọi điều tra toàn diện đối với quá trình thao tác bầu cử và kiểm phiếu của Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định chi ra 30 triệu đô la để viện trợ cho Ukraine tiến hành lại cuộc bỏ phiếu tổng thống vòng 2. Số tiền đó dùng vào các hoạt động như chi tiêu cho quan sát viên quốc tế đến Ukraine, bồi dưỡng thành viên ủy ban bầu cử, giáo dục cử tri, kiểm phiếu, v.v. Sự ủng hộ và ảnh hưởng của các nước lớn phương Tây cũng có thể nhìn thấy được ngay trên đường phố. Có một phóng viên của một hãng truyền hình viết như thế này. Trước nhà quốc hội nhìn thấy một người biểu tình hơn 50 tuổi. Ông đến từ miền Tây, có người chở xe đưa ông đến đây, tiền thủ lao mỗi ngày 10 đô la, hơn 10 ngày được hơn 100 đô la, tương đương 3 tháng lương của ông. Người biểu tình đều ở trong những lều bạt dã ngoại dựng tạm. Họ còn có một số thiết bị như máy phát điện, đa số đều do phương Tây cung cấp. Có nhân viên chuyên môn phụ trách mang đến ngày 3 bữa ăn. Người biểu tình được phân công rất rõ ràng. Có người đánh trống, có người hô khẩu hiệu. Nhưng những người này bây giờ cũng gào thét không mấy nhiệt tình. Hoàn toàn dùng máy ghi âm phóng to lên khẩu hiệu. Yushchenko, Yushchenko, Yanukovych xuống đi. Trong cuộc cách mạng màu da cam, vai trò của EU được thể hiện rất rõ nét. Học giả Mỹ phát biểu trên báo Bưu điện Washington rằng, trên cái sân khấu không ngừng kéo dài này của Ukraine, chính phủ Bush và EU đã diễn rất đẹp màn kịch hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Có lẽ sẽ trở thành hình mẫu cần áp dụng cho sự hợp tác từ nay về sau giữa Mỹ và châu Âu. Từ năm 1991 đến năm 2002, EU viện trợ cho Ukraine tổng cộng 1 tỷ euro, đại bộ phận là các dự án hợp tác thực chất. Nhưng trong đó, một bộ phận dự án được thực hiện với mục đích thúc đẩy các tổ chức phi chính phủ ở Ukraine phát triển. Trong cuộc bầu cử ở Ukraine năm 2004, những người ủng hộ Yushchenko đã treo lá cờ của EU trên quảng trường độc lập và các nơi khác của Ukraine. Các tổ chức quốc tế như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, cử mấy ngàn quan sát viên bầu cử, bồi dưỡng trước bầu cử cho nhân viên các tổ chức phi chính phủ Ukraine. Sau hai vòng bầu cử kết thúc, quan sát viên quốc tế từ chối công nhận Yanukovych trúng cử, khích lệ động viên dân chúng vùng lên phủ nhận cuộc bầu cử này. Các nước EU cũng nối tiếp nhau bày tỏ thái độ. Thủ tướng Hà Lan, nước chủ tịch luân phiên Balkenende nói, EU không chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống Ukraine. Ngoại trưởng Đức Fischer kêu gọi đương cục Ukraine tiến hành sự sửa đổi cần thiết quy trình kiểm phiếu. Ngoại trưởng Anh Shaw thì hình dung cuộc bầu cử này vừa không tự do vừa không công bằng. Vì thế đại biểu cao cấp phụ trách ngoại giao và an ninh của EU, Solana, Tổng thống Ba Lan Kovanevsky và cựu Tổng thống Valensa, Tổng thống Litva Adamkus đều đến Kiev tiến hành điều giải, ép Kuchma nhượng bộ bỏ phiếu lại. Sau cuộc bỏ phiếu lại vòng 2, Yushchenko thắng cử, Thủ tướng Hà Lan Balkenende đại diện cho EU lập tức tuyên bố bày tỏ hoan nghênh kết quả tổng tuyển cử ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban EU Barroso cho rằng đây là một bước tiến quan trọng tiến tới xây dựng xã hội hòa bình và dân chủ. Tổng thư ký NATO Schäfer bày tỏ hài lòng kết quả bầu cử. Tại cuộc họp báo ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Powell cũng bày tỏ cuộc bỏ phiếu bầu cử vòng này của Ukraine về cơ bản là tự do và công bằng. Yushchenko vừa giành thắng lợi,
Nghị viện châu Âu tháng 1 năm 2005 liền thông qua nghị án yêu cầu cho Ukraine một viễn cảnh châu Âu rõ ràng để cho nước này có khả năng hướng tới nước thành viên EU. Trong quyển sách của mình, Bản cờ lớn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Brzezinski viết: Nga một khối với Ukraine sẽ thành đế quốc. Nga mất Ukraine thì chỉ có thể là một quốc gia bình thường. Nếu Ukraine dân chủ hóa thì nó sẽ là sự bảo đảm kiềm chế Nga phát huy trở lại vai trò đế quốc. Dưới áp lực bao vây chiến lược của phương Tây, đương nhiên Nga không thể ngồi nhìn người đồng minh truyền thống này cách xa mình quá. Nga tiếp thu bài học của cuộc cách mạng Hoa Hồng, tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị của Ukraine. Trong một năm, Putin và Kuchma gặp nhau đến 15 lần. Nhưng đối thủ mà Nga phải đối mặt kia hiển nhiên là chuẩn bị còn đầy đủ hơn. Dưới sự chi viện mạnh mẽ của các thế lực bên ngoài, phe Yushchenko màu da cam trong cuộc đọ sức với phe Yanukovych màu xanh trắng tạm thời chiếm thế thượng phong. Thế nhưng cuộc đọ sức giữa màu da cam với màu xanh trắng còn lâu mới kết thúc. Thời gian trôi đi không đầy một năm, trong bầu cử quốc hội tháng 3 năm 2006, Yanukovych lại thành công quay ngựa đánh gục kẻ truy đuổi. Đảng xã hội do ông lãnh đạo trở thành đảng lớn số 1 trong quốc hội. Tháng 8 năm đó, Yanukovych lên làm thủ tướng. Mâu thuẫn hai phe diễn ra ngày càng gay gắt. Ngày 2 tháng 4 năm 2007, Yushchenko tuyên bố giải tán quốc hội, bầu cử quốc hội trước thời hạn. Lời tuyên bố vừa dứt liền gặp phải sự chống đối của phe đa số trong quốc hội do Yanukovych đứng đầu. Hơn 2 vạn người ủng hộ chính phủ và quốc hội cùng những người ủng hộ tổng thống và phe đối lập tiến hành meeting lớn xung quanh phủ tổng thống, nhà quốc hội và nhà chính phủ, ủng hộ phe của mình. Cục diện chính trị Ukraine rơi vào thế bế tắc. Chưa đầy 2 năm, một màn của cách mạng màu da cam lại được trình diễn tại Ukraine. Cách mạng màu da cam của Ukraine chia dân chúng thành hai phe đã tạo thành sự đối lập quốc dân nghiêm trọng. Kỳ vọng của dân chúng bình thường trong cách mạng màu da cam đã biến thành bong bóng. Có người bình luận rằng Ukraine hôm nay màu da cam vẫn là màu da cam, màu xanh trắng vẫn là màu xanh trắng.